Sau nhiều lần trì hoãn, quy định xử phạt người đi mô tô, xe máy đội mũ không phải là mũ bảo hiểm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo cơ quan chức năng, đây là giải pháp để tiến tới giải quyết triệt để tình trạng mũ bảo hiểm giả kém chất lượng tràn lan như hiện nay. Tuy nhiên, xung quanh quyết định xử phạt này vẫn còn không ít tranh cãi từ phía cơ quan chức năng lẫn người tham gia giao thông. Theo kế hoạch số 19 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc xử phạt hành vi đội mũ bảo hiểm không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông sẽ tiến hành đồng loạt trên cả nước vào thời điểm trên. Trước khi xử phạt, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6, cơ quan chức năng, mà cụ thể là lực lượng cảnh sát giao thông, sẽ tuyên truyền nhắc nhở với các trường hợp vi phạm. Từ ngày 1 tháng 7, người đi mô tô xe máy đội mũ không phải mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng theo Nghị định số 171 của Chính phủ và phải giao nộp mũ để tiêu hủy. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn lưu thông phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Thứ nhất là vấn đề cái mũ bảo hiểm nó phải đảm bảo đủ ba cái bộ phận. Một là cái vỏ mũ, hai là cái lớp xung động ở bên trong và ba là cái vây đeo. Cái thứ hai đó là tất cả các mũ bảo hiểm này phải đều có cái tem xác nhận là cái tem hợp quy CR. Và đồng thời là tất cả cái mũ này đều có cái nhãn hiệu, ghi rõ nhãn hiệu mũ bảo hiểm này dành cho người đi xe gắn máy. Thì nếu anh không đảm bảo những cái tiêu chuẩn yêu cầu của vấn đề này, coi như là không phải là mũ bảo hiểm dành cho người đi xe gắn máy. Như vậy chỉ còn hơn một tháng nữa quy định trên sẽ có hiệu lực, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa biết hoặc hiểu biết khá mập mờ về quy định này. Anh cho hỏi là anh có biết là từ 1 tháng 7 thì cảnh sát giao thông có thể xử phạt những cái người mà đội mũ không phải mũ bảo hiểm không? Có như là cái người giao thông mà phạt thì mình cũng không biết. Cũng nghe nói là đội nón bảo hiểm mà không có chất lượng đó thì sẽ bị phạt, nhưng mà không để ý đến đề 1 tháng 7. Chú có biết được là cái mũ bảo hiểm như thế nào là không đạt chất lượng không hoặc là không đảm bảo yêu cầu không? Thì cái mũ mà nó không có chất lượng đó thì nó không có cái tem kiểm tra chất lượng. Còn cái nón mà có kiểm tra chất lượng thì cái nón nó đúng theo cái quy định của nhà nước. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy tình trạng bày bán các loại mũ không phải mũ bảo hiểm hoặc là mũ bảo hiểm giả, nhái, kém chất lượng vẫn tràn lan. Không ít loại có đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của quy định như có đầy đủ ba bộ phận là vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động và quai đeo, có tem chứng nhận hợp quy CR, có ghi thông tin mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy, nhưng thực chất vẫn là những chiếc mũ có chất lượng kém, giá bán rẻ hơn nhiều so với mũ bảo hiểm có chất lượng tốt. Chưa kể có không ít mũ bảo hiểm đang lưu thông trên thị trường là mũ cũ, tem chất lượng đã trì xước, cũ không còn hoặc được dán tem giả. Với những trường hợp như thế này, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đâu để xử phạt? Trao đổi với FBNC, đại diện lực lượng cảnh sát giao thông cũng lo ngại thiếu căn cứ để xử phạt người tham gia giao thông vi phạm đội mũ bảo hiểm không đảm bảo tiêu chuẩn. Bởi lẽ hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể hay tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông về việc xử phạt. Đúng tiêu chuẩn thì chỉ có người sản xuất người ta biết. Còn giống như bên cảnh sát giao thông, người ta nhìn, cũng chưa chắc người ta biết hết. Mình làm không đúng theo chức năng, cũng như tịch thu. Người tham gia giao thông, người ta nói là nón bảo hiểm này là thật, đúng tiêu chuẩn của người cảnh sát giao thông. Nói là không đúng, thì hai bên cãi ra qua cái lại mà được nón hay dưới tịch thu, thì không có lý do nào để tịch thu nón người ta. Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, từ 1 tháng 7, lực lượng chức năng chỉ xử phạt người đi xe máy đội mũ không đủ 3 bộ phận, gồm vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động và quai mũ, chưa tính đến chuyện phạt các loại mũ kém chất lượng hoặc không có tem. Loại mũ này thường là dạng mũ lưỡi trai, mũ cối, có thể nhận biết bằng mắt thường mà không cần thiết bị đo đếm hay kiểm chứng. Mục đích của việc xử phạt là loại trừ, không cho bày bán, lưu hành loại mũ này nữa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nếu việc xử phạt chỉ để loại bỏ loại mũ trên thì chỉ giải quyết được phần nổi của tảng băng chìm. Bởi lẽ trên thị trường hiện nay, mũ không an toàn chủ yếu là các loại mũ bảo hiểm giả, nhái, có chất lượng kém, được người tham gia giao thông chọn mua vì giá rẻ. Còn nếu xử phạt cả hành vi đội mũ không đảm bảo chất lượng, nhiều người dân không đồng tình. Nếu mà nhìn cơ quan mà xử phạt mình cái nó không đúng thì mình không có chấp nhận xử phạt. Tại vì sao? Xử phạt là xử phạt người sản xuất và cái người bán thôi, chứ còn mình xài. Người xài đâu có tội vạ gì đâu mà phạt. Theo như mình nghĩ là đúng như vậy. Tại vì anh không sản xuất mà anh không bán ra, thị trường không có thì không ai mua. Còn cái người đội là ta đâu có biết. Yêu cầu cái chất lượng này đó thì trách nhiệm của các ngành chức năng sẽ tăng cường cái kiểm tra, giám sát ngay từ cái khâu sản xuất. Lấy những cái mẫu này kiểm tra. Nếu anh đảm bảo đủ tiêu chuẩn thì cho anh sản xuất. Còn nếu không thì có phải có xử lý theo cái quy định của pháp luật. Các cái ngành chức năng phải tăng cường nhiều hơn nữa và là thực hiện nghiêm hơn nữa trong vấn đề cái xử lý xử phạt đối với những cái đơn vị không đảm bảo chất lượng.
Trong khi mũ bảo hiểm kém chất lượng còn tràn lan, hàng thật, hàng giả khó phân biệt, các quy định về xử phạt còn chưa được hiểu thống nhất. Liệu việc xử phạt sắp tới có làm người dân tâm phục khẩu phục chấp hành hay không, hay lại xảy ra những tranh cãi không đáng có giữa lực lượng thực thi và người tham gia giao thông?